vừa giảng dạy, đào tạo cho sinh viên tại trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh, vừa miệt mài làm nghề và điều hành một hãng phim tư nhân do chính ông thành lập. Nhưng đạo diễn Đặng Quốc Việt vẫn tâm huyết thực hiện dự án nghệ thuật mang tên Zero Cộng, một dự án phi lợi nhuận với những ý nghĩa và giá trị tốt đẹp dành cho cộng đồng đã tạo được sự đồng thuận rất cao trong dư luận. Người đàn ông này khi vào lớp giảng dạy cho sinh viên trường sân khấu và điện ảnh là ông quên hết tất cả xung quanh, cuốn vào công việc một cách say mê và cháy bỏng, cứ như là đang hướng dẫn diễn viên diễn xuất thực thụ trong một bộ phim hoặc một vở kịch. Ông là đạo diễn Đặng Quốc Việt, giảng viên trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh và một số trường về văn hóa nghệ thuật khác trong hơn 15 năm qua. Ưu điểm nổi bật nhất của ông là khả năng trình bày, diễn đạt về kiến thức, kỹ năng điện ảnh, sân khấu rất mạch lạc, dễ hiểu, dễ ứng dụng bằng một phương pháp sư phạm chuyên nghiệp, thu hút người nghe từ đầu đến cuối. Ông tham gia đóng phim truyện truyền hình để tiếp nối nghề diễn viên điện ảnh mà ông đã từng thành công khi lần đầu tiên bước vào làm điện ảnh. Ông không cho mình có tài, mà chỉ là được tổ nghiệp chiếu cố. Được cái là cũng tổ đãi ngay từ lúc mà khi bước vào trường. Được đạo diễn Quốc Long mời làm một cái phim vai chánh trong cái phim Đứa con cải thể thù, phim nhựa 35 ly. Điều đó ước mơ cả cuộc đời của một người diễn viên, có khi đến 70 tuổi cũng chưa được tham gia một phim vai chánh, mà tôi mới bước vào trường. Chứng ước chân ráo có 3 tháng thôi, được tham gia một phim vai chánh. Và điều đó cũng đã chính vì cái đó mà nó giúp cho chúng tôi một cái động lực và một cái tình yêu và một sự khẳng định với những bạn bè và bà con chấp nhận là mình cũng đã có một cái bén duyên với lại cái diễn xuất điện ảnh. Nhưng tổ nghiệp có lý lẽ riêng của mình nên đã tạm dừng việc đóng phim của Đặng Quốc Việt lại, mà chuyển hướng ông sang lĩnh vực giảng dạy đào tạo sinh viên điện ảnh sân khấu. Và ông thành danh nhiều hơn, đậm nét hơn trong lĩnh vực này. Ông được các trường đại học cao đẳng về văn hóa nghệ thuật mời về để truyền đạt kiến thức và kinh nghiệm thực tế của ông cho sinh viên, từ diễn xuất, viết kịch bản đến sử dụng máy quay phim, chụp hình. Tôi nghĩ là tôi đâu đi dạy đâu, nhưng được bạn bè đánh giá là có những cái khả năng sư phạm, kể lại câu chuyện cho các em nghe được, không được. Thế thì Trung tâm Văn hóa quận 8 lại mời tôi tiếp tục cộng tác và mở một cái câu lạc bộ diễn xuất điện ảnh tại nhà văn hóa thanh niên của thành phố đầu tiên. Vậy thì cái việc mà khi chớm nở cái việc mà gọi là đi dạy, thì thưa với anh rằng là tôi chưa một cái khái niệm khi đứng với sinh viên là gọi là đi dạy. Mà tôi thường nói với sinh viên rằng tôi đang kể lại một câu chuyện mà của những người thầy, những người đi trước, những người đồng nghiệp của tôi đang truyền lại cho tôi, và hôm nay tôi kể câu chuyện hai chấm xuống dòng. Học hành bài bản về đạo diễn rồi quay phim, Đặng Quốc Việt còn luôn tự học để bổ sung kiến thức và trình độ sư phạm cho bản thân, mà theo ông để khỏi bị tụt hậu. Ông cho rằng với sự phát triển của nghệ thuật điện ảnh và sân khấu hiện nay, ông thầy tụt hậu thì sẽ bị sinh viên phát hiện ngay và không tránh khỏi bị đào thải. Ông học cho mình, cho cả học trò và cho những đam mê của ông. Tố chất nghề giáo của đạo diễn Đặng Quốc Việt dễ được mọi người nhận ra bởi sự nhiệt tình và cả tận tình của ông. Ông dạy học trò ở bất kỳ lúc nào, ở bất cứ nơi nào, miễn là người học thật sự cầu thị. Chúng tôi khâm phục ngọn lửa yêu nghề của ông. Cái bộ môn diễn xuất Đứa con kính ra đời thì tôi được tham gia hướng dẫn, ngoài cái vấn đề cảm xúc còn viết về cái kỹ thuật của máy để giúp cho diễn viên có một ý thức đúng khi hợp tác tham gia với đạo diễn, với đoàn phim. Đi dạy nó giúp cho mình nuôi lại được cái cảm xúc, mà không riêng với cái nghề diễn viên, riêng tất cả các anh chị mà làm tham gia với cái nghề gọi là nghệ thuật này thì phải tràn đầy cảm xúc, tràn đầy những cái năng lượng, thì lúc đó chúng ta mới tham gia được một tác phẩm tròn trịa được. Đạo diễn Đặng Quốc Việt không chỉ giảng dạy, ông còn chịu khó tự thiết kế và thực hiện nhiều chương trình dự án như kỹ năng xem phim cho người Việt,
7 ngày làm đạo diễn, Zero Cộng, hoàn toàn phi lợi nhuận, với mục đích giúp cho các bạn sinh viên nâng cao khả năng hiểu biết, đánh giá và nhận xét về phim ảnh một cách công bằng, đồng thời đưa điện ảnh đi vào cuộc sống với những tác phẩm hay, qua đó khơi gợi những phần tốt đẹp trong mỗi con người. Ngôn ngữ, hình ảnh các bạn để đâu mà các bạn đưa ngôn ngữ tự chữ lên? Đặc biệt, từ năm 2009, đạo diễn Đặng Quốc Việt làm giám đốc sáng tạo cho dự án nghệ thuật mang tên Zero Cộng. Những bộ phim truyện, phim tài liệu trong nước và nước ngoài có nội dung lành mạnh, với cốt truyện mang tính giáo dục và thẩm mỹ cao, có tính khuyến khích động viên con người hướng về những giá trị đạo đức, nhân phẩm, vượt lên những khó khăn nghịch cảnh để có cuộc sống tốt đẹp hơn, đã được dự án Zero Cộng trình chiếu miễn phí cho học sinh, sinh viên, đặc biệt là cho học viên của các trung tâm cai nghiện của thành phố. Đạo diễn Đặng Quốc Việt xem chương trình Zero Cộng do ông sáng lập là một công việc thiện nguyện, mang những giá trị về mặt tinh thần cho cuộc sống. Sao mà phiền quá vậy? Cái từ thiện đó bằng một lời nói, bằng một địa chỉ đúng cũng là từ thiện. Và với tôi có vốn đã có trong người, ngoài diễn viên ra, tôi học quay phim, tôi học đạo diễn sân khấu, tôi học đạo diễn điện ảnh để làm gì? Trong 16 năm học để làm cái gì? Vậy thì ít nhiều tôi cũng có một dấu cộng nghệ thuật trong những người yêu thích nghệ thuật. Và thì dự án ra đời để nhằm đem cái công cụ điện ảnh tiếp cận đến cái người xem và giúp cho người ta qua tác phẩm nghệ thuật, giúp cho người ta nhận thức, thay đổi cái hành động của mình thông qua bộ phim để hướng đến một cái nhân văn, cái tích cực hơn trong cuộc sống. Vậy thì tôi lần lượt tôi dùng những cái dòng phim mang tính nhân văn, tôi chia sẻ. Trong em đó, thì các em nhỏ cũng đều được dán để dán lên. Chương trình Zero Cộng nhanh chóng nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của công chúng với số lượng cộng tác viên tình nguyện tham gia ở nhiều tỉnh thành trên cả nước tại những nơi mà chương trình đến chiếu các bộ phim miễn phí. Là một chương trình phi lợi nhuận, đạo diễn Đặng Quốc Việt lấy kinh phí từ hoạt động của hãng phim tư nhân Sơn An do anh làm chủ để nuôi chương trình trong suốt hơn 6 năm qua. Tôi xúc động khi tôi đến đây thấy các bạn ngoan quá. Học viên tại các trung tâm, trường cai nghiện đã đón nhận nội dung của chương trình Zero Cộng bằng sự yêu thích thực sự. Qua việc xem phim, cảm nhận được thông điệp nhân văn, nhân ái của bộ phim, các học viên còn được giao lưu trực tiếp với đạo diễn Đặng Quốc Việt và những người trong ngành điện ảnh. Qua đó, họ bày tỏ suy nghĩ trăn trở của mình về bản thân, về tương lai và cuộc sống, và được lắng nghe nhiều lời động viên khích lệ chân thành từ những người thực hiện Zero Cộng. Qua cái trải nghiệm cái bộ phim này cũng như là cái dự án Zero Cộng của cái dự án này mang đến là muốn truyền tải cái thông điệp về giáo dục sâu sắc đến những cái mảnh đời lầm lỡ giống như là những học viên giống như tụi em. Mình phải chấp nhận với sự thật, mình phải đối diện với chính mình chấp nhận sự thật mình mới có đủ nghị lực để mà mình vượt qua. Sự phấn đấu của từng cái nhân vật trong phim, cái cốt truyện của phim, cái nội dung của phim để làm sao cho họ rút ra và họ thực hiện, họ lấy cái đó làm cái cơ sở để họ làm cho tốt hơn cuộc sống họ là một điều hết sức là mong muốn. Phải nói rằng đây là một cái chương trình mà chưa có đạo diễn, chưa có hãng phim nào nghĩ đến. Bởi vì đây là một cái chương trình mà có thể nói rằng phục vụ cho cộng đồng xã hội hơn là thu phí, hơn là tạo được cái kinh phí cho hãng phim. Sau mỗi buổi chiếu phim, chương trình Zero Cộng mời chuyên gia giới thiệu, phân tích theo từng chủ đề, mạng đàm, trao đổi, nêu các ý tưởng nghệ thuật, mở diễn đàn tìm hiểu nghệ thuật điện ảnh, đối thoại với các thành phần làm phim. Zero Cộng đã khẳng định được tính nghiêm túc và những hiệu quả quan trọng của một chương trình phi lợi nhuận hướng đến những lợi ích tinh thần thiết thực cho cuộc sống cộng đồng. Phát triển trong vòng 5 năm qua. Chương trình Zero Cộng còn tiếp tục được thực hiện trong những năm kế tiếp với nhiều nội dung không chỉ giới hạn trong lĩnh vực nghệ thuật và điện ảnh mà còn mở rộng ra nhiều lĩnh vực khác để những tiện ích của chương trình đến được với đối tượng công chúng đa dạng hơn. Tâm huyết của đạo diễn Đặng Quốc Việt đã có sức thuyết phục nhiều người tham gia để chương trình có độ lan tỏa sâu rộng hơn.
Tất cả đã góp phần tạo nên không chỉ một dấu cộng, mà là hàng trăm dấu cộng tốt đẹp cho cuộc đời. Tất cả cái điều đó chính là không zero của cộng. Chúng ta hãy đem hết tất cả những điều gì chúng ta có để có được một sản phẩm mà để chúng ta đó là sản phẩm dấu cộng tích cực. Và để thông điệp cuối cùng của Zero Cộng phải mang những cái giá trị thực, giá trị tốt đẹp của cuộc sống lại gần với nhau, trở thành một cộng đồng lòng tin với nhau, gửi với nhau trong cái cuộc sống có một chút lòng tin. Chứ đôi khi bây giờ có những thông tin không tin, vậy thì cuộc sống không tin thì sống để làm gì? Luôn luôn đối phó, luôn luôn rào cản, luôn luôn cái này bên kia có phải như vậy không? Thì hóa ra là chúng ta đang bị hồi hộp trước cái cuộc sống này. Thì cái thông điệp Zero Cộng, cộng đồng Zero Cộng đến với nhau hoàn toàn có một lòng tin. Đạo diễn Đàm Quốc Việt vẫn còn là thanh niên đầy nhiệt huyết trong công việc giảng dạy, đào tạo sinh viên điện ảnh sân khấu, với nguồn năng lượng được ông luôn tái tạo và làm mới. Chương trình Zero Cộng tiếp tục cuộc hành trình với nhiều nội dung mang tính nhân văn mà cuộc sống hiện tại đang rất cần, như lòng yêu thương, sự vị tha, sự chia sẻ những giá trị tinh thần cho tất cả mọi người. Đạo diễn Đặng Quốc Việt sẽ vẫn thành công bởi vì ông không làm cho riêng ông mà ông làm cho cộng đồng và cho nhiều thế hệ sau.